KFC không calo, thêm chanh, thêm đã. Rap Việt có Lays, cuốn ơi là cuốn. Con đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa. Từng đàn chim cuối chân trời biết tìm nơi bình yên. Thay vì yêu thì con sẽ ghét, ghét tay mẹ luôn cầm lon bia với đôi mắt không còn tỉnh táo quan sát. Có lẽ đó là cách duy nhất để một người lớn trở nên bất lực, che giấu lòng ngực họ đang tan nát. Mà con thì vẫn đang đi tìm một phép thử, tự khóa mình trong phòng hàng đêm nói chuyện với nhạc và ghép chữ. Nên chẳng cách nào để mẹ gặp con trao đổi thông tin, khi con thì vẫn mắc kẹt giữa một dinh thự hồi ức đóng kín. Và thật sự thì chữ hận thù con vẫn đặt đâu đó bên trong lòng mình, khiến việc nói chuyện với mẹ khó khăn vì cái tôi không đồng tình. Chắc con ghét mẹ vì tuổi thơ không được đầy đủ, ghét mẹ vì những năm cấp 2 phải sinh hoạt đêm thức ngày ngủ, ghét mẹ vì khi nhớ tới mẹ con chỉ có những câu hỏi là sao con không được nhắc tới ba, và sao ba mẹ chỉ luôn cãi vã. Sao mọi khi nhìn về quá khứ con chỉ thấy từng nỗi ám ảnh đa nghi, như mất đi sự yêu thương mà con còn chưa hề có. Và điều ước con từng ước sau cái ngày ba đi, ước bản thân của mẹ tìm mẹ rồi nó quay về đó. Và bình thản đứng trên lầu và con nhìn từng cánh chim bay mãi xa, phút chốc bỗng tim mình lạnh khi thử đặt con là mẹ, nhìn thứ mẹ trải qua mà hỏi là nếu trong một tương lai gần con đủ lông và đủ cánh rời khỏi căn nhà bay đi, liệu nỗi buồn có ập tới để mà bắt tại trận, khiến đôi mắt mẹ căng tràn giọt nước nhòa ngay mi, vì mẹ cũng từng đã nhu con khi một tuổi thơ chạy trận. Con quên mất mẹ chỉ còn lại những người họ hàng cải trang, chưa bao giờ con thấy mặt họ vào lúc ốm đau bệnh tật, họ chỉ tới khi bà ngoại mất ký đơn chia tài sản. Con biết nhà mình chưa hai quả tim đã hư hao, nhưng cũng là thứ duy nhất gọi là mái ấm mẹ đã tự hào. Nhận ra là chúng ta đều có những mất mát như nhau, và thật khó tìm lại bản thân của mình trước khi bước vào cơn bão. Xin lỗi vì đã ích kỷ khi mẹ phải chịu đựng một mình bấy lâu, xin lỗi vì oán trách mẹ khi mẹ đi thêm bước nữa. Thành công là gì tới khi nào con và nó tìm thấy nhau chẳng còn ý nghĩa, nếu vẫn thấy mẹ ngồi cô đơn trước cửa. Con đã lớn nhìn cuộc đời này qua biết bao lăng kính, hiểu được việc điều hoàn hảo là thứ viển vông trong phim. Nhưng nếu được ước, con vẫn ước từ phía bên đây màn hình, ước chúng ta sẽ không còn giữ chịu hận thù trong tim. Nên là sẽ là liều thuốc, 20 năm với những điều ước cũng chẳng khác gì là độc dược. 20 năm với những điều ước, 20 năm với những điều ước, 20 năm với những điều ước. Hơn 20 năm cuộc đời con đơn độc và đi bộ trong những ngóc ngách hồi ức, có những điều ước viển vông con đã viết tất cả chúng ra thành một danh sách rồi vứt, chỉ còn lại hai điều trên và một điều ước nữa. Con chẳng biết mình có nên ước vào luôn hôm nay, nhưng con ước hai điều ước kia chẳng thành hiện thực, vì những đau thương này sẽ khiến con cầm mai trong tay. Lower.